Nếu quý vị vẫn còn nhớ về đại án 200 triệu lít xăng giả của ông trùm Phan Thanh Hữu khiến cho nhiều tướng tá rơi vào vòng lao lý, thì mới đây, bất ngờ Hữu lại nộp số tiền khổng lồ lên đến 156 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Câu hỏi lúc này được đặt ra là ông trùm Phan Thanh Hữu có được giảm án và xóa tội hay không? Ngày 11 tháng 4, tại phiên xử phúc thẩm vụ án Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng và 72 đồng phạm trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng. Bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm ông Hữu và Viễn đã dùng tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn, Western Sea 5.000 tấn, vận chuyển 48 chuyến xăng lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Trong đó, nhóm này đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Riêng ông Hữu hưởng hơn 156 tỷ. Ngoài việc hợp tác với ông Hữu, cuối năm 2020, ông Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường đang bỏ trốn, góp 19,3 tỷ đồng để mua hai tàu Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn trở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên, đưa vào cảng Bắc Vân Phong, chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng. Trước những thông tin xin kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Thanh Hữu, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có căn cứ chấp nhận một phần. Theo đó, bị cáo Hữu từng tham gia bộ đội chiến trường Campuchia, cấp sơ thẩm chưa xem xét, nộp lại hơn 102 tỷ đồng thu lợi bất chính, đồng ý chuyển 123.000 đô la Mỹ và 6 bất động sản bị kê biên vào việc khắc phục hậu quả vụ án đã nộp phạt 100 triệu đồng. Theo báo VnExpress đăng tải bài viết với tiêu đề "Nộp đủ 156 tỷ đồng, chùm xăng lậu được đề nghị giảm từ 1 đến 2 năm tù", cùng với nội dung: tại phiên tòa ngày 11 tháng 4, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh, con trai của ông Hữu, đã rút kháng cáo xin lại hơn 19 tỷ đồng trong 3 tài khoản đang bị kê biên mà chuyển toàn bộ số tiền này vào việc khắc phục thiệt hại cho cha. Do đó, Viện Kiểm sát nêu rõ, như vậy bị cáo Hữu được xem như đã khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm cho bị cáo Hữu từ 1 đến 2 năm tù. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu của bị cáo Hữu về việc xem lại số xăng lậu và tiền thu lợi bất chính. Theo ông Hữu, số xăng tiêu thụ tại Việt Nam là 126 triệu lít, còn hơn 67 triệu lít do anh Hùng chưa rõ lai lịch đưa tàu chở sang Campuchia bán. Do đó, số tiền thu lợi bất chính chỉ khoảng 100 tỷ đồng, không phải 156 tỷ đồng như án sơ thẩm nêu. Đối với bị cáo Hữu, Viện Kiểm sát đánh giá tại tòa sơ thẩm, do góp vốn cùng với Viễn buôn lậu 197 lít xăng và hưởng số tiền lợi nhuận trên tỷ lệ góp vốn, nhưng do không có căn cứ xác định 67 lít xăng đã được anh Hùng mang sang Campuchia tiêu thụ, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số xăng lậu này. Tương tự với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, người tiêu thụ xăng lậu do Hữu chuyển về nước, Viện Kiểm sát đề nghị tòa giảm từ 1 đến 2 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Tứ đã nộp lại hơn 70 tỷ đồng thu lợi bất chính của mình và một số đồng phạm khác. Ngoài ra, do bị kê biên 3 con tàu, nên Viện Kiểm sát xem như bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Với số bị cáo là chủ các doanh nghiệp xăng dầu, Viện Kiểm sát đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, chuyển từ tù giam sang treo hoặc phạt tiền từ 3 đến 5 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cũng đề nghị tòa giữ nguyên hình phạt đối với ông Viễn cùng Ngô Văn Thụy, cựu cán bộ hải quan và những bị cáo còn lại vì không đưa ra được tình tiết mới. Đại diện Viện Kiểm sát rút kháng nghị tăng án đối với 3 bị cáo, đề nghị tòa tăng hình phạt với 10 người nguyên là thuyền trưởng và thuyền viên của các tàu biển có tham gia giúp sức tích cực cho Hữu và đồng phạm buôn lậu. Một số kháng cáo khác về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị tòa giữ nguyên theo phán quyết của cấp sơ thẩm. Như vậy, với việc bồi thường 156 tỷ đồng, ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng Phan Thanh Hữu, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm cho bị cáo Hữu từ 1 đến 2 năm tù. Đây cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định lạm dụng chức quyền để chiếm đoạt tài sản.